Khốn kiếp, ta tuyệt đối không thể để ngươi độc chiếm sức mạnh của trên này được. Vào đây đi. Có bản lĩnh thì đã quýnh với cổ thần từ sớm đi, bây giờ mới muốn tới ngư ông đắc lợi. Không có bản lĩnh thì ngay cả ngư ông cũng không làm được. Bà đi làm 128 chồng sao? Nhưng ở trong mắt của ngươi mà tư cách làm ngư ông cũng không có sao? Chết tiệt, mình từ sớm đã coi khải qua thành này trở thành vật trong tay, gom góp số lượng lớn binh lực chỉ là vì sớm muộn gì cũng có một ngày lấy được nó, nhưng không ngờ nó còn che giấu của thần nữa. Đây giống chỉ là cơ hội duy nhất để ta lên chức lập công, cho nên phá vỡ quy tắc, huy động binh lính ra trận, thề phải có được cổ thần. Kết quả lại gặp phải cái tên biến thái như vậy. Nếu lần này không có được sức mạnh cổ thần, thì quay về cũng chỉ có con đường chết thôi. Nếu đã không còn cách nào quấn nhanh thắng nhanh, vậy thì giết sạch tất cả loài người ở trong thành này cho ta đi. Ta trái lại muốn coi thử một mình ngươi làm sao đấu lại một đại quân của ta chứ. Xong tới. Được, giao với bụng của ta từ sớm đã đói khát, tôi không chịu được rồi. Sao ngươi biết ta chỉ có một mình đây? Huyết ma đại quân. Không ngờ. Đừng sợ, quân đội được pháp thuật này triệu hồi ta sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Chỉ cần ma lực của hắn bị tiêu hao sạch, thì bọn chúng cũng sẽ biến mất. Xông lên đi. Dân! Đã nói là không kiên trì được bao lâu mà. Chúng ta hoàn toàn bị áp chế rồi. Ưu thế về số người mà cô nói có vẻ giống không có đa gì nhỉ. Nghe đi, thuộc hạ của cô đang gần thét đó. Bực đặt ý đi, tại sao không dám đối đầu chính diện với ta, trốn ở phía sau thế thân. Ngươi còn tính là đàn ông gì chứ? Không nhìn thấy tôi đang bận rộn sao? Đánh thắng đại ca của tôi đi rồi nói. Không ngờ có thể làm được tới mức này. Thằng nhóc này khá đó, thiệt sự đã thể ra coi một màn kịch hay mà. Nhưng ta có dự cảm, tiếp theo sau, cậu có thể sẽ rơi vào trận chiến gian khó đây. Đúng là khiến người ta bất ngờ mà. Tuy nó cổ thần không phải là hình dạng hoàn toàn, nhưng hắn có thể áp chế toàn diện. Rốt cuộc hắn đã sử dụng sức mạnh như vậy. Đó là một loại năng lực rất đặc biệt, nhưng thì giống như là ma pháp thuộc tính bóng đêm, nhưng lại hoàn toàn vượt quá phạm vi của thuộc tính bóng đêm. Tôi tương đối có hứng thú với tên nhóc này đó. Là một sức mạnh của cổ thần khác mà hắn có sao? Giống không phải. Với sự nghiên cứu hiện tại của chúng ta về cổ thần, thì sức mạnh này còn sâu xa hơn cả sức mạnh của cổ thần nữa. Nhưng lúc thế thân của hắn đang chiến đấu với yêu thú, thì bây giờ chúng ta cũng nên ra tay với chính hắn rồi nhỉ. Tôi sợ lát nữa hắn sẽ hoàn toàn hấp thụ cổ thần đó. Bình tĩnh đã, cho dù hấp thụ cũng không sao cả. Tới cuối cùng thì cổ thần cũng sẽ xuất hiện lại với hình thức ma tinh triệu hồi thôi. Thằng nhóc đó liên tiếp sử dụng chiêu thức mạnh. Tôi cược tiếp theo sau, hắn nhất định sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Tới lúc đó mới là thời cơ tuyệt nhất để chúng ta ra tay. Quần tinh ám ảnh, không ngờ lại là quần tinh ám ảnh. Không ngờ ngươi không chỉ còn sống mà còn có được cơ thể ở thế giới này. Còn có duy ngôn gì sao? Nãy mặt mày sắp thuộc chị tao rồi, nên ta có thể lắng nghe đó. Nếu là nó, vậy thì ta thiệt sự thua tâm phục khẩu phục. Nhưng loài người, ngươi không chỉ trở thành vật dẫn của nó mà còn muốn độc chiếm sức mạnh của thần. Lần này nhất định sẽ đem lại giận rủi và hủy diệt. Ngươi cách cái chết còn không xa nữa đâu. Lời nguyên này dựng đúng là không có sức thuyết phục gì cả. Mày tốt nhất kêu bị một cổ thần khác cùng nhau lên đi. Bọn đợi tao già chết rồi, thì lời nguyên của mày vẫn chưa có tác dụng đâu hả? Ngươi nuốt chửng toàn bộ. Thời gian tới rồi, lên đường thôi. Chúc mừng ký chủ đã giết cổ thần. Nhận được 8.888 vạn điểm kinh nghiệm, 8.888 vạn tiền vàng. Nhận được ma tinh triệu hồi, lời kêu gọi của cổ thần mới. Quy nhất, có thể triệu hồi cổ thần quy nhất ra chiến đấu với cậu. Nhận được hai cổ thần, kích hoạt cơ chế đặc biệt, đã đem cổ thần và hệ thống tài khoản đặc biệt, có thể lợi dụng điểm kinh nghiệm để nâng cao thực lực của trạng thái cổ thần. Cách sử dụng là thông qua ma tinh triệu hồi để triệu hồi nó. Nice, lần này lại gần thêm một bước cái tài khoản dương giả cuối cùng rồi. Hả? Vết nứt là bởi vì lúc trước cường ép đột phá ảo ảnh mà tạo thành sát thương sao? Đúng vậy, nếu cần sửa chữa thì có thể sử dụng một lượng lớn điểm kinh nghiệm hoặc là tiên gian. Có thể sửa chữa là được rồi, nhưng vẫn xin giải thích cụ thể một lượng lớn này là bao nhiêu đi. Trời đất muốn giải thích, nhưng thời gian tăng công suất đã tới, tài khoản ám ảnh quân dương rơi vào trạng thái quá tải, sắp phải cưỡng chế dừng sử dụng. Hả? Tại sao lại có thể cưỡng chế dừng sử dụng chứ? Còn chưa quýnh trận xong nữa, bây giờ tiền trên người tôi đủ dùng mà nhỉ? Tại sao không nói sớm chuyện này chứ? Tới cuối cùng thì quyền giải thích vẫn thuộc về hệ thống, ký chủ không cần than phiền đâu. Tôi...
Không ngờ một tên thế thân lại có thể lợi hại tới như vậy. Tiêu rồi, mình chết chắc luôn. Tấn Vũ Nhẫn, level 190. Đây là thế thân biến mất rồi. Ngươi không chỉ sử dụng hết kỹ năng mà còn rơi vào trạng thái yếu đuối sao? Đúng là ông trời cũng đang giúp ta mà. Ta cực thắng rồi, bây giờ ta tới để lấy mạng nhỏ của ngươi và sức mạnh của thần gia. Thời cơ tới rồi, hành động thôi. Dừng. Hey, mọi chuyện đều có thể xảy ra sơ hở. Không ngờ mình cũng có một ngày bị giả mặt. Hay lời nguyền của thần này, linh nghiệm cũng quá nhanh rồi đó. Trạng thái dị thường, linh hồn sử dụng tất cả các thuộc tính đều giảm 80%, kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nguy hiểm.